phí về, nhưng làm gì với số tiền phí 38 triệu này đấy nhỉ? Mua iPhone 14 đi chị ơi. Thôi, chị vừa được công ty tặng thưởng rồi nè. Đổi xe máy chị ơi. Thôi, dạo này khó đổ xăng lắm em. Chị vừa mới mua xe máy điện VinFast đi làm rồi. Vậy gửi ngân hàng giữ tiết kiệm đi chị. Ngân hàng á, lãi có bao nhiêu đâu, lại sợ rủi ro. Vậy chị định làm gì với số tiền này đây? Mua nhà phố, shop house Vinhome. Đùa hả chị ơi, định nằm mơ giữa ban ngày chắc. Không cần mơ đâu em ơi, vì với cơn sốt Fantasy Home sẽ biến giấc mơ mua nhà phố Vinhome chỉ với 38 triệu của chị trở thành sự thật. Fantasy Home? Vâng, Fantasy Home, kênh đầu tư mới từ VMI với sự tham gia từ cổ đông chính tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hội đồng quản trị tập đoàn VinGroup nắm 90% cổ phần, hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư và quản lý bất động sản chung cùng với nhau. Mua chung cùng với nhau? Chính xác, ở nước ngoài thì hình thức mua chung bất động sản như vậy rất phát triển. Người ta không chỉ mua chung bất động sản với người thân, người quen mà còn mua chung bất động sản với người lạ thông qua đơn vị trung gian là những quỹ tín thác bất động sản với những thỏa thuận rõ ràng từ ban đầu được ghi trong hợp đồng cũng như là có hành lang pháp lý để bảo vệ lợi nhuận và quyền lợi của những người mua chung. Wow! Và hình thức này được phát triển rất lâu và rất thu hút, rất phổ biến từ các nhà đầu tư. Tại Việt Nam thì hình thức mua chung bất động sản để đầu tư với người lạ kèm những thỏa thuận rõ ràng từ ban đầu và được pháp luật công nhận thì còn rất là mới. Và giờ đây công ty VMI là đơn vị tiên phong trong việc khai mở lại loại hình bất động sản đầu tư mua chung như thế này, sẽ mang đến cơ hội cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn hạn chế chỉ từ vài chục triệu là có thể tham gia và đầu tư vào các sản phẩm bất động sản nhà liên thổ, nhà gắn liền với đất của Vinhome và trước đây chỉ đặc quyền dành cho những nhà đầu tư cá mập thôi. Với hình thức đầu tư Fantasy Home, chỉ cần từ 38 triệu này thôi, mọi người có thể dùng với nhau để mua một căn shop house, nhà phố thấp tầng, Vinhome Ocean Park 3 và Vinhome Grand Park. Như đã chia sẻ thì hiện tại các bất động sản này chúng ta có thể cùng mua chung với nhau, cùng anh em, bạn bè, gia đình hoặc đơn giản chỉ là những người quan tâm đầu tư bất động sản nhưng vốn ít. Những người muốn chia nhỏ khoản đầu tư ra thành nhiều bất động sản để có thể giảm thiểu rủi ro cũng như là gia tăng cơ hội có lợi nhuận cao hơn. Và một căn nhà mình sẽ được chia thành 200 suất khác nhau. Mỗi người có thể mua không quá 100 suất. Thật là quá hấp dẫn luôn đúng không em? Đặc biệt, các sản phẩm của Vinhome đều là sản phẩm ao ước của rất nhiều người đầu tư từ trước đến nay. Về lợi nhuận, các căn nhà của Vinhome thì thông thường sau 3 đến 5 năm kể từ ngày mở bán sẽ có hình thức gia tăng lợi nhuận từ 200 đến 300%. Đột biến hơn là những bất động sản của Vinhome có sẽ có mức gia tăng lợi nhuận cao hơn số đó như Vinhome Ocean Park 3 và khu Vinhome Grand Park khu Manhattan. Và đây chính là lý do mà em có thể an tâm với khoản đầu tư của em vào bất động sản thấp tầng, shop house tại Vinhome. Sẽ ngoài ra sẽ có mức kỳ vọng tối thiểu ngoài 15% một năm, như vậy sẽ là 75% trong vòng 5 năm. Cụ thể, nếu như vốn đầu tư ban đầu của em là 100 triệu thì sau 5 năm em sẽ thu về là 175 triệu và thêm 50% tiền cho thuê bất động sản. Ngoài ra, tỷ lệ xác suất là phần trăm lợi nhuận thu về còn cao hơn bởi thực tế đã chứng minh nhà thấp tầng Vinhome luôn có mức gia tăng lợi nhuận cao hơn số đó nữa. Còn nếu trong trường hợp nếu giá trị bất động sản không tăng cao như kỳ vọng ban đầu thì công ty VMI sẽ cam kết chia sẻ mức lãi suất cho em là 8,5% một năm đối với nhà đầu tư thông thường và 9,5% một năm đối với nhà đầu tư tiên phong. Như vậy thì mức lãi suất này còn cao hơn cả mức lãi suất tiền gửi ngân hàng luôn đó em. À, sẽ giúp em chống lại sự mất giá của đồng tiền. Quá tuyệt vời! Trừ hết đâu, VMI còn cam kết mua lãi suất đầu tư của em trong trường hợp nếu muốn rút tiền về sớm sau 18 tháng. Đây có lẽ là loại hình đầu tư bất động sản đầu tiên có tại Việt Nam, rất hấp dẫn và quan trọng là được pháp luật công nhận cũng như có những điều khoản để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư chung. Này thì các coi như mình đây cũng có thể thỏa sức được đầu tư kiếm tiền làm giàu rồi. Còn chần chờ gì nữa, chị em chúng ta cùng nắm tay nhau đi đầu tư vài suất đi nào. Fantasy Home biến giấc mơ của các nhà đầu tư cá con thành cá mập.